Song Joong Ki, Kim Tae Ri phủ nhận tin đồn yêu đương, ảnh hẹn hò lại thuộc về cặp đôi vàng cabit này. Nhiều cư dân mạng không mất nhiều thời gian để nhận ra ảnh hẹn hò của Song Joong Ki và Kim Tae Ri trong tin đồn tình ái. Thực tế là ảnh của cặp đôi vàng cabit Hyun Bin, Son Ye Jin. Sáng ngày 29 tháng 10, công ty quản lý của Song Joong Ki và Kim Tae Ri đã đưa ra phản hồi về tin hẹn hò của hai diễn viên. Tin đồn hẹn hò là sai sự thật. Trước đó, một số trang tin Hàn Quốc lan truyền thông tin Song Joong Ki và Kim Tae Ri đã hẹn hò tại Paris, Pháp vào ngày 21 tháng 10. Tuy nhiên, không cần chờ hai bên diễn viên chưa chính thức lên tiếng, nhiều cư dân mạng đã tin chắc thông tin này pha kê dựa theo bức ảnh bằng chứng hẹn hò. Song Joong Ki sắp trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Reborn Rick, cậu út nhà tài phiệt. Anh sẽ vào vai Lee Min-woo, người đã chết sau khi bị buộc tội tham nhũng. Anh là một thư ký trung thành hơn 10 năm của tập đoàn Sunyang, nhưng lại trở thành con tốt khí cho gia tộc này. Được tái sinh thành Jin Do-jun, con trai út của tập đoàn Sunyang, Min-woo tiếp quản tập đoàn với mục đích trả thù. Kim Tae-ri vừa xác nhận tham gia diễn xuất trong phim truyền hình Teddy Bear. Mỹ nhân 25 sẽ vào vai Go San-jang, một cô gái bị quỷ ám. Tháng 7 năm 2022, thì hậu Baek Sang đã có màn tái xuất ấn tượng trong phim điện ảnh Alienoid.